chào mọi người. Như con dế này á, là ví dụ như là cho ăn mà cà cuống lớn thì cho ăn dế lớn à? Đúng rồi. Cà cuống nhỏ cho ăn dế nhỏ. Đúng rồi. Cuống nhỏ nè. À, đây cà cuống nhỏ này. Con này, thấy con này cũng... nó mới có 8 ngày thôi. Có con này nướng lột này. Ừ. Con dế còn cà cuống. Này là con cà cuống này, cà cuống nhỏ này. Lột con dế to đấy. Còn dế đây là dế dế nhỏ. Cũng là mồi chứ không cà cuống. Cho các bạn có thấy công phu không ạ? Để có một cái trang trại bán dế và cà cuống như này thì anh đã mất hàng chục năm, gần 20 năm rồi để có thể gây dựng được cái trang trại này. Thì mình nghĩ là người nông dân Việt Nam của chúng ta thì rất là giỏi đúng không ạ? Mỗi thùng vậy là mỗi cái xô nhựa vậy là mấy ngàn con ạ? À, mỗi một xô nhựa là mấy ngàn con luôn. Rồi, các bạn nhỏ quá. 4.000 con dế. Xong rồi bắt đầu mình mới chuyển qua những cái xô khác mình nuôi. Đây là gì? Thùng ương á cho nên nó nhiều. Nhìn bằng mắt thường thì thấy rõ nhưng mà nhìn có máy quay thì nó không nó hơi nhỏ. Đấy đấy kìa kìa kìa. Ui nó chạy kìa. Đấy. Thấy không đi? Thấy. Nó làm vậy nó bài bản, nó dễ chăm sóc hơn. Dạ. Một cái tủ này anh. Một cái tủ là 125 con trứng, mình xếp đều vô. Nên mình đây có 3 cái vậy đó. Xếp đều vô hết là nó đủ cái lượng. Trứng dế nhìn nó giống ở cái trứng nó bé là ông ánh ngoài nhưng mà trứng này là chuẩn bị để nó to lớn hơn một tí rồi để chuẩn bị nó nở. Cái này nó trưởng thành như thế dễ thấy này, sắp nở rồi. Đâu đây cho coi. Đây nè. Trứng dế nó đây này, cái này dễ thấy hơn này. Đó. Đây nè. À bây giờ mới nghĩ ra cái từ nó hợp con này, nó giống trứng kiến. Như ở đây là vớt nó qua cho bò cạp ăn á. Tại vì bò cạp thì nó dạng nhai nuốt. Vậy là nó chỉ hút cái gì trong đó thôi. Dạ nó hút cái dịch thôi, chứ những cái dinh dưỡng bên trong thôi. Cho nên con cà cuống nó phát triển nhanh lắm. Kiểu như hút máu á. Nó hút cái con cà cuống là nó có cái vòi protein bên trong á. Nó có cái vòi trong đó ăn hay, nó ăn hay ha. Con cà cuống là nó có cái vòi á, nó thích vào trong người nó hút cái chất gì đó ra. Đúng rồi. Cây nhà hút nhựa cây đúng rồi. Nhưng mà những con mồi phải còn sống. Nó mới cái hệ lưu thông nó mới chích, nó tìm cái chất vô trong cái cơ thể con kia nó mới hút ra được. Từ đầu là nó chích vào xong là tê liệt con mồi. Rồi bắt đầu tê liệt con mồi xong bắt đầu mới hút vào nó hút chất protein. Đúng rồi. Đã thả ra con mồi là chết ngay. Anh có thể chia sẻ một xíu là có nhiều người tới tìm để học hỏi cái mô hình anh để làm theo mà. Thì cũng có chứ. Tại vì cái này cái mô hình làm nông nghiệp này nó cũng tương đối mới, thành ra cũng có nhiều bà con rồi cái hướng là muốn làm theo. Anh là anh chuyển giao gọi là chuyển giao cho những người khác á, thì anh chuyển giao là có ví dụ như là mình có bán bản quyền hay như thế nào không? Cái này nông dân mà nông dân với nhau thì chỉ là mình giúp nhau trong cái điều kiện, tức là mình biết tới đâu thì chia sẻ kinh nghiệm tới đó để bà con làm, để ví dụ có cái cung cấp cái cách mà nuôi rồi bắt đầu là quy trình làm nhà xưởng rồi cách ấy như thế nào rồi thì miễn phí luôn đúng không? Miễn phí nè. Chứ cái này là bên nông dân chứ đâu phải. Thế bây giờ em muốn làm một cái trang trại, em muốn làm một trang trại vậy là ví dụ như anh giúp là từ con giống cho tới cách làm trang trại chia sẻ luôn. Tức là ở đây tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật để cho mình xây dựng cái mô hình nuôi, rồi mình bắt con giống về mình nuôi. Trong quá trình nuôi thì mình không biết tới đâu mình hỏi tới đó, thì đây cũng hướng dẫn luôn. Tức là những cái gì mà tôi đã trải qua thì tôi sẽ chia sẻ bằng đó. Anh cái ngày xưa mà lúc mà anh mới làm cái mô hình này đó thì anh cái đầu ra của anh nó có hơi khó khăn không? Trời, hồi đó phải nói là cực kỳ khó luôn á. Tại vì hồi mới làm thứ nhất là cái thời gian, cái thời điểm mình làm á là cái thông tin nó không có. Rồi cái thông tin không có đưa lên trên thì các nhà hàng quán ăn họ đâu có biết đâu mà họ mua.
rồi thêm cái nữa là kỹ thuật mình không có. Mà cái quan trọng nhất là cái vốn đầu tư nó không có, cho nên mình làm cái ít ít rồi cái bán lẻ lẻ ra không, đâu có bán được nhiều. Ngày xưa các cái nhà hàng nó không có để ý tới mấy cái món này. Đúng rồi. Rồi sau này cái phát triển rồi bắt đầu mới nhiều cái thông tin đưa lên rồi các nhà hàng họ mới để ý, rồi bắt đầu họ mới mua. Bây giờ thì không đủ bán. Bây giờ không đủ bán. Bây giờ không có làm loại nào ra đủ. Không có mở rộng ra thêm để lấy thêm để... Thì mình cũng đang mở rộng nhưng mà cái điều kiện nó cũng phải đi từng bước chứ. Chứ mình đâu có đất đai hay là vốn liếng mà bạc ngàn để mà hô mở lớn được đâu, phải đi từng bước. Anh mua hết cái khu này, mở hết luôn. Ví dụ như là em... Tôi phải để dành biết bao nhiêu năm mới mua được cái phần đang đứng đây không? Lâu lắm á, cái phần này tôi đang đứng đây là phải để dành cả mấy năm trời mới mua nổi á. Mình mới có đứng đây nè, chứ chỗ này đâu phải là đất nhà. Trước đây là chỉ phần đất trước nè. Không, hồi trước tôi chỉ có 40 mét vuông à. 40 mét vuông vừa ở với lại vừa nuôi dế. Mua đất mà không có giấy tờ sao về ở đây đúng không? Để làm cái lều để ở tạm. Hồi xưa là chỉ đúng ra chỉ có 40 mét vuông vừa ở vừa nuôi dế. Rồi sau bao nhiêu năm rồi mình mua được phần này được 1000 mét nè. Là sau một thời gian làm ăn mình tích góp được cái số vốn dư thì mình lại đầu tư vào đây mất à. Mới mua được đây được 1000 mét rồi xây dựng nhà trại nhà ở luôn, chứ hồi xưa đâu có. Tại vì cũng cả vấn đề chứ bộ. Gốc ở đây luôn này. Gốc ở đây rồi, Củ Chi luôn. Gốc ở đây Củ Chi luôn. À, đây các bạn, đây là con dế nhỏ nhá. Con dế nhỏ này. Dế nhỏ. Mình sẽ cho các bạn xem cái con dế mà thì từ khi nó còn rất là nhỏ. Nó là trứng. Đây. Đây là trứng dế. Trứng dế đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy không ạ? Trứng này nó nở nhỏ rồi. Trung bình ở vòng đời của một con dế thì được trưởng thành thì khoảng 50 ngày là nó bắt đầu trưởng thành nhá. Rồi, xong rồi mình đến cái con mà nó lớn hơn một chút xíu. À. Ô, con này thì nó nhỏ hơn rồi. Đây là mình soi điểm cho các bạn. Đây, con này thì nó sẽ nhỏ hơn nhé. Đã bắt đầu nó trưởng thành rồi. Rồi đó. Thì sau đó thì vào những con dế mà lớn hơn như là ở bên trong này. Các bạn nhìn thấy không? Để mình soi đèn cho các bạn là lấy nha. À, con này vẫn là con nhỏ à? Đây, chắc mấy con này lớn hơn ha. Wow. Để mình soi đèn cho các bạn nhé. Mấy con dế này nó hơi thôi. Nhìn thấy không ạ? Đây là những con lớn hơn này. À, theo như chia sẻ của anh chủ trang trại thì những con dế như này thì có vòng đời khoảng 50 ngày. Và khi mà trở thành kiểu là khai thác để lấy thịt và bán làm đặc sản đó, thì những con dế nó sẽ lớn hơn. Lớn hơn. Đây ví dụ mình sẽ lấy một con khác cho các bạn xem nha. Một cái thùng khác nha. Các bạn đợi xíu. Đây. Đây là những con lớn hơn. Các bạn nhìn thấy những con mà thân mình màu trắng trắng đúng không ạ? Những con này nó đang lột mình này. Có cái con trắng trắng này nó đang lột da mình đấy. Khi mà nó lột xong ấy thì trong vòng 5 lần lột thì sẽ là khai thác được gọi là dễ sữa đó. Cái rồi đem ngoài. Dễ giống. Mọi người ơi, bây giờ là mình làm dế nha, dế sữa nha. Đây mà anh vẫn nét, này phải gụm. Nhưng màu sắc nó không cứ kiểu nhộn nhịp như em. Cái cánh như này. Cái này là cái cánh như thế này. Cái cánh như thế này. Dế sữa mà. À, bớt ra bỏ vào luôn. Còn một con dế ở trong này. Dế cơm dế tròn, dế tròn chìm nó bán được cái gì? Đấy, nó còn một loại dế mà con này đen. Thì nó bắt nổi là nó chín.
khi nào nó hết mổ rồi. Nó lặn cái té này xuống cái là nó chín rồi, tại cái vế nó nhỏ mà. Công phu vậy chứ. Cái con dế này được bao nhiêu ngày anh? Cái con bự này là 50 ngày tròn luôn này anh. Nó con dế nó phải 3 tháng. Ồ, 3 tháng con dế này. Dế cơm phải 3 tháng nó mới đeo ra con thịt để nó tròn. Cái bọn dế này nó nhỏ, nó chỉ lớn mấy con dế này nó tọc tạ ra đâu cũng được nhỉ. Bằng thời gian chân nó eo luôn này. Nói chung là cũng nó tạm tạm thôi. Đấy. Vâng đúng rồi đúng rồi. À có ai gọi được, có ai gọi điện cho cô chưa? Chưa thấy à? Ồ. Công phu ha. À. À có người xin điện thoại và xin địa chỉ của cô, có khả năng là sẽ lên trên nhà cô luôn. Dạ. Là muốn đến xét các bạn. Dạ. Dạ rồi. Để có gì con báo. Con nào xấu nhất là con của mình ấy. Dạ. Dạ. Lấy xếp hàng đi học. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi lấy ăn thôi. Đi. Để xay cho con ăn được cái nhờ. Đúng rồi, à? Bây giờ người ta mới có là cái có những cái công ty họ đang nghiên cứu là lấy con dế làm qua cái thực phẩm chức năng đó. Đó chứ. Yêu vitamin mà gấp 2 gấp 3 lần thịt bò luôn. Đúng rồi. Bình thường thịt bò cái hàm lượng vitamin nó cực kỳ nhiều luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà cái con dế nó còn cao hơn gấp 2 gấp 3 lần. Nên người ta đang có cái đề tài là nghiên cứu để lấy cái con dế mà đưa làm cái thực phẩm chức năng. Ồ. Xay nấu cháo thì em ăn tuyệt vời luôn. Quá cháy luôn đấy chứ còn gì nữa. Quá cháy mấy con. Cái này mình làm lâu. Cái mắm này là tức là giống như mắm tép, mắm tôm hả? Không. Nước mắm. Là mình lấy nước mắm xong mình ngâm con cả cuống vô.
gọi là móng tàu cuốn. Hay nhỉ. Cái này bao nhiêu một chai cô? 450. 450. Còn cái rượu? Cái rượu 300. Rượu 300. Cái rượu cả cuốn thì nó có cái tác dụng như thế nào cô? Uống thơm ngon vậy thôi. Ý là mình uống mà cũng như đàn ông uống. Nó có cái tác dụng gì để chữa bệnh hay cái gì không? Uống cho khỏe vậy. Uống cho khỏe. Này cho phải hỏi anh Tùng à. Thế rượu khá uống. Thế là uống đấy các bạn. Rượu ở trong đều có cả cuống ở trong. Mắm cả cuống.